bệnh nhân nam 60 tuổi nhập viện vì đau thượng vị, tiền căn là bệnh nhân đã có một lần mổ đại tràng vì chấn thương ở bệnh viện 103. Rồi bệnh nhân vô đây với tình trạng là có đau thượng vị, đau liên tục một ngày, không kèm nôn sốt ói. Bệnh nhân có vàng da, có vàng mắt. Rồi khám ở đây thì em thấy là bệnh nhân có ấn đau thượng vị. Khám thì thấy có gan, gan lớn, khoảng dưới hạ sườn phải 4 cm. Rồi không có vấn đề gì. Dạ thưa thầy, bệnh nhân thì em nghĩ ở đây là có một cái vàng da đắp mặt. Sao biết có vàng da đắp mặt? Dạ, ở đây thì bệnh nhân có vàng da đồng ý. Sao biết là vàng da đắp mặt? Dạ, có cái gan lớn. Lớn bao nhiêu? Là anh dưới và sườn khoảng 4 cm thì không thể nào tắc mật được. Gan lớn mà tắc mật là gan mất mát. Không thể nào to 4 cm có cái gì để nó quán chỗ trong đấy, và chính cái đấy nó mới gây nhân bị vàng da. Ha, nhìn nữa. Dạ bệnh nhân là em thấy là bệnh nhân đi tiêu thì không có bạc nào, nhưng mà đi tiểu thì không có bạc vàng da đi, không có vàng da. Dạ. Vấn đề gì? Dạ bệnh nhân ở đây thì em hỏi bệnh nhân là đi tiểu bình thường. Thôi, một là có vàng da, hai có gan to, thứ ba là có gì? Dạ, có tiền căn mổ gì? Dạ, mổ đại tràng. Cách đây bao lâu? Dạ, cũng 6 năm rồi. 6 năm, mà đó mổ vô bao nhiêu gì, ca hay bao nhiêu gì? Dạ, bệnh nhân nói là bệnh nhân bị té xe chấn thương. Chấn thương là cái gì đập vô bụng nhau, bệnh nhân cũng nhỏ nhưng mà nó gây. Rồi, bệnh nhân cái bụng có bán không? Dạ. Lắc có to không? Cái đó là gì? Dạ thưa thầy, em nghĩ ở đây là một cái tắc mật đi do sỏi. Sao mà gan tới 4 cm chứ ngoài sự sỏi ở đâu? Dạ sỏi ở đâu? Em nghĩ sỏi có thể tại bệnh nhân này không có sốt, em nghĩ còn loại bỏ cái nhiễm trùng. Cái sỏi tắc mật cho sỏi cái nào gan 4 cm, 5 cm là u, nhưng mình tuổi như thế này nữa thầy không biết được cuối cùng là gì, mà lâm sàng tuổi này thì căn mổ đại tràng như thế, bây giờ già làm da nó to thế. Thế thì nếu đúng như là em khám mà gan to 4 cm là ca gan diễn gan thứ phát, đúng không? Cái do sỏi do đồ đó để sao? À, nhưng tự nhiên đưa cái sỏi lên trên mà, một bệnh nhân sỏi được mọc thì nhập viện vì cái bệnh cảnh nào là chính? Có bao nhiêu thẻ lâm sàng của sỏi được mọc? Một là không triệu chứng, hai là có triệu chứng, ba là có biến chứng. Dạ. Giống như túi mật mà nó lại khác chút là gì? Dạ. Là có triệu chứng là gì? Dạ. Là vàng da, đúng không? Còn có túi mật là có triệu chứng là gì? Là có đau mật. Ha, có biến chứng là gì? Là nhiễm trùng, nhiễm trùng mật. Ừ. Đấy, mình cái đó để sau cái khu của đặc. Em cũng tính đó là đem cái chẩn đoán phân biệt là do ca đi vào. Ca được lên trên. Rồi để xác nhận được hôm nay cần làm gì? Sao siêu âm trước để xem là sao cái gì sẽ đi ngay. Mũi không? Siêu âm thấy được gì? Không có bàn mấy cái kết quả đây. Thầy chỉ nói về trên toàn bộ là lâm sàng hết. Siêu âm thấy gì? Giải đáp được cái bài toán nào của mình? Có thấy được u không? Thấy được nhã được mà không? Có thấy được sỏi không? Nói đúng rồi. Nên cần phải làm siêu âm trước. Thứ hai là đang xét nghiệm chức năng gan. Thứ ba nữa là gọi gì? Là chưa mơ mà cơ. Thứ tư nữa là làm CT hay những phương tiện chẩn đoán cao siêu hơn. Nha. Gan to lắm hả? Với gan nhớ bà sườn như đây. Rồi thôi nhóm nhiêu điểm.